Ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Quán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân buôn bản Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, cho biết hiện công an huyện này đang kế tiếp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ đã khiến một người đại trượng phu bị chém trọng yêu quý. Thông tin thủ đầu cho biết, trước đó vào sáng sủa 10 giờ 10, anh Nguyễn Văn Giờ, trú huyện Thạc Hà, bác tài tải chở cá lên chợ Bồng để bán như tầm thường lệ. Sau khi chở cá lên bán, anh Giờ được Võ Văn Dũng 1973, trú buôn bản Đức Lạng, Vũ Quang, làm nghề sắm sửa thịt lợn ở chợ Bồng nhờ chở 10 kg thịt nhập cho nhà hàng ở đô thị Vũ Quang. Thấy thịt lợn không có dấu kiểm dịch, anh Giờ hoảng hốt đang trong thời gian bị dịch tả lợn châu Phi sẽ bị cơ quan tính năng phạt nên đã từ chối chở cho anh Dũng. Không ngờ được, Dũng lập tức chửi bới khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Dũng đã bắt dao chém vào tay khiến anh Giờ bị yêu quý nặng. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn và báo lên cơ quan tính năng. Nặng nhân Giờ sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu giúp tại bệnh viện với vết yêu quý dài ở tay. Thường ngày anh Giờ vẫn chở lợn cho anh Dũng, nhưng hôm nay do hoảng hốt dịch lợn nên anh Giờ không chở khiến hai bên mâu thuẫn. Công an sau đó đến và đã gọi Dũng lên để làm việc. Hiện cơ quan công an vẫn đang kế tiếp điều tra và chờ giám định yêu quý tật vết yêu quý của nạn nhân Giờ. Ông Quán